Chiều 23 tháng 4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phụ trách địa bàn thành phố và đại diện các đơn vị nhận quân, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Từ năm 2016, ngay khi luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tập trung quán triệt tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo, cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng luật quy định. Công tác đăng ký lứa tuổi 17 hàng năm được các địa phương triển khai đúng trình tự thủ tục. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phối hợp hiệp đồng chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 6 năm qua, từ 2016 đến 2021, thành phố Phan Rang Tháp Chàm luôn hoàn thành tốt công tác giao quân với tổng số 1.762 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác hậu phương quân đội cũng luôn được chú trọng với nhiều hình thức thiết thực như thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình quân nhân đang tại ngũ gặp khó khăn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Đối với công tác tuyển quân năm 2021, thành phố Phan Rang Tháp Chàm có 274 thanh niên lên đường nhập ngũ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy trình các bước tuyển quân từ khâu đăng ký thực lực, xét duyệt, khám sức khỏe với phương châm tuyển người nào chắc người đó, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật Nghĩa vụ Quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, gặp gỡ động viên và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời gia đình thanh niên trúng tuyển khi gặp khó khăn hoạn nạn. Làm cho mỗi thanh niên trúng tuyển cảm thấy tự hào được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, được làm tròn nghĩa vụ của người công dân ưu tú. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những vướng mắc khó khăn, đề ra các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và công tác tuyển quân trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm yêu cầu các ngành và các phường xã trực thuộc thành phố cần quán triệt tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo dư luận tốt trong nhân dân, cũng như động viên công dân trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển quân trong những năm tiếp theo.